Giang gia đình xin chào cả nhà nha. Hôm nay sẵn tiện mình chuẩn bị đóng hàng mình gửi về cho anh khách ở quận 8 cả nhà thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì mình quay vài cây để mình giới thiệu những cây mà đang có chậu sẵn trái mà độc lạ đẹp tại vườn của mình nha. Thì thứ nhất cây mình muốn giới thiệu cả nhà đó là cây lựu đỏ Ấn Độ ha. Đây. Chuẩn giống luôn nha. Đỏ thắm luôn, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn ha. Đó, sẵn trái luôn nè. Sẵn trái. Hoa đỏ thắm luôn nè cả nhà nha. Đó, hoa đỏ ha. Đó, trái màu đỏ luôn nè, đỏ thẫm luôn nè, rất là đẹp nha. Đây rồi cây thứ hai, đây được cây này được hai trái ba trái luôn cả nha. Đây nè, trái đỏ là ha nha, đó đó đẹp không, nguyên một cây tùm luôn, gốc rất là to và nhiều nha cả nhà. Đây vậy mới đủ sức mình nuôi trái nổi ha cả nhà nha. Đó rồi cây tiếp theo mình muốn giới thiệu cả nhà đó là cây chanh vàng Mỹ. Chanh vàng Mỹ cây này cao tới 1m8 luôn, có luôn á, hoặc hơn luôn á ha. Đó đang ra rất nhiều hoa. Hoa đẹp tuyệt vời luôn nè, đó hoa quá trời luôn nè cả nhà. Đó, xuất sắc luôn nha. Đang ra hoa thì kết trái, loại này cũng rất là dễ trái. Loại chanh vàng Mỹ trái bự là to màu vàng rất là đẹp cả nhà nha. Loại này thì mình có thể ngoài để mình trồng làm cây đứng vậy cũng thôi, mình sẽ cho nó dài lên rồi mình cho leo vàng luôn, ngã lên rất là đẹp luôn ha. Rồi cây thứ ba mà đẹp sẵn trái của mình đó là cây nho Bay Lây. Bay Lây loại giống nho gọi là nho mẫu đơn đen á cả nhà. Giống nho này đang được rất là nhiều người tìm kiếm mua vì nó rất là dễ trồng và chùm của nó rất là bự luôn cả nhà ha. Đó đây rồi tiếp theo nữa là anh khách thích cây lạ lạ của miền Tây mình thì mình ảnh đặt cây thanh trà cả nhà ha. Cây thanh trà đó, cây này của mình cũng cao khoảng chừng mét 7 mét 8 cả nhà nha. Rồi rất là ok, có sẵn tại vườn mình luôn nha. Rồi cả nhà ai có thích sở hữu ngay cây giống độc lạ đẹp mà sẵn trái thì mình liên hệ ngay gia đình nha. Đó, hoặc cái trồng chậu gì đó. Rồi, xin chào cả nhà.